Thưa quý vị, là một tổ chức do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập và trực thuộc Trung ương Hội Bảo trợ Người tàn tật trẻ mồ côi Việt Nam. Hơn 20 năm qua, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Đà Nẵng đã thực sự trở thành cầu nối và điểm tựa tin cậy cho những mảnh đời bất hạnh, ghi nhận của phóng viên. Từ những mái ấm như thế này, mấy chục năm qua, đã có hàng nghìn người khuyết tật, trẻ mồ côi được bảo trợ, chăm sóc. Chị Nguyễn Thị Phương Linh là một điển hình. Từ một cô bé mồ côi được trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Mai nuôi dưỡng, chị đã không ngừng vươn lên và giờ chị Linh đã trở thành giám đốc của chính trung tâm này. Tôi cảm nhận một điều rất là sâu sắc, đó là cái tình thương và cái nhiệt huyết của Hội Bảo trợ cũng như là các cô chú mạnh thường quân lúc bấy giờ cũng như hiện tại thì giúp cho tôi và các em ở đây thực sự được có tương lai hơn và có thể thay đổi được cái cuộc đời của mình nhiều hơn. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ em mồ côi thành phố Đà Nẵng hiện có 6 trung tâm, đơn vị trực thuộc. Thông qua hệ thống này, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cho những người không may mắn như tặng học bổng, dạy nghề, hỗ trợ phương tiện làm ăn. Chúng tôi sẽ tăng cường các hoạt động về chăm sóc y tế, về giáo dục, về sinh kế và đặc biệt đối với các cháu ở trung tâm mồ côi Hoa Mai, trung tâm mồ côi Cô Nhi. Chúng tôi sẽ thực hiện tốt các yêu cầu về giáo dục, về giáo dưỡng để các cháu trở thành những học trò tốt, những công dân tương lai sau này. Với những nỗ lực ấy, Hội đã trở thành cầu nối để các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài nước giúp đỡ người khuyết tật và trẻ em mồ côi trên địa bàn. Hoạt động của Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi rất là có ý nghĩa và thiết thực. Nó giúp ích được cho rất nhiều trẻ mồ côi và người khuyết tật. Vì vậy, chúng tôi đã đồng hành cùng hội suốt gần 10 năm qua. Thì trong đó có rất là nhiều chương trình như là cho máy lọc nước, như là giúp học bổng, giúp người phụ nữ đơn thân nuôi con, vân vân. Và chúng tôi nghĩ rằng là những chương trình này đều rất ích lợi. Vì vậy, chúng tôi cũng sẵn sàng đồng hành tiếp tục với hội. Còn đây là mong muốn của các em nhỏ. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này làm bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Em mong muốn là có thể thi đậu kỳ thi đại học sắp tới để có trong tương lai có thể có được một công việc ổn định cũng như một nguồn thu nhập ổn định để có thể quay lại trung tâm giúp đỡ các em cũng như là các thầy cô đã nuôi dạy em. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ em mồ côi Đà Nẵng đã đang và sẽ tiếp tục sứ mệnh nhân đạo của mình. Đây sẽ luôn là mái ấm và chỗ dựa tin cậy cho những mảnh đời bất hạnh. Nhằm tôn vinh những tấm lòng từ thiện, biểu dương những nỗ lực vươn lên và cái quỹ thực hiện các chương trình từ thiện dành cho những người yếu thế trên địa bàn thành phố, Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi Đà Nẵng tổ chức chương trình Dựng trái tim hồng lần thứ 9 năm 2022. Chương trình được Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối nay, ngày 24 tháng 9 năm 2022 trên kênh Đà Nẵng TV2. Mời quý vị đón xem.